Vì sao Lê Tính lại chấp nhận tự hủy danh dự của mình, dù bản thân ông ta biết rằng mình đang làm sai? Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh tin tức Bản tin Online và những thông tin xoay quanh drama Loan Phượng. Thưa quý vị, Lê Tính hẳn là cái tên mà những ai theo dõi drama Loan Phượng nhắc đến rất nhiều đúng không ạ? À? Từ một người năng nổ, nhiệt tình, vắt óc môi tim, để mà viết ra được những án văn hay tràn trề tình yêu thương nhằm lên án phượng ve và lũ cần cần. Nhưng rồi bỗng một ngày đẹp trời, lòng tự ái ở đâu đó nổi lên. Mà lạ đời, lòng tự ái đó lại là do chính bản thân ông ta tạo ra, chứ chẳng ai gây ra cho ông ta cả. Và vì sự tự ái từ trên trời rơi xuống đó, ông ta đã chính thức quay xe với Hồng Loan, không hề nhân nhượng cũng như không nghĩ gì đến hậu quả phải nhận lãnh sau này và vì sao mà ông ta lại làm như vậy? Hãy cùng bản tin online đi tìm hiểu lý do nhé. Còn đâu nữa những miền ký ức? Còn đâu nữa những bài viết về sóng gió gia tộc cực gắt khi từng câu, từng chữ, Lê Tính đã tán thẳng mặt con ve và lũ cành cành? Còn đâu nữa những câu nói, tôi chắc chắn Hồng Loan là con ruột hợp pháp của anh Năm. Vì tôi từng nghe anh Năm tâm sự rất nhiều về Hồng Loan, không thể nào là con nuôi được. Anh Năm rất thương Hồng Loan ngày xưa ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ sộn lào bấy nhiêu. Bản tin online lúc trước cũng rất thích đọc những bài viết của nam danh hài này. Nhưng cái gì tới thì nó cũng phải tới. Khi mục đích không đạt được thì bản chất thật đã lòi ra. Cuối cùng thì bản tin online cũng phải lên tiếng về vấn đề của nam nghệ sĩ Lê Tính. Với một người có cả tuổi đời lẫn tuổi nghề như Lê Tính, một người của công chúng lâu năm thì thiết nghĩ vấn đề đạo đức sẽ phải là một điều gì đó không thể thiếu. Nhưng với những gì đã và đang được thể hiện thì nghệ sĩ Lê Tính đã gặp khá nhiều vấn đề. Nghệ sĩ Lê Tính đã chính thức quay xe, chửi và công kích trực diện phía Hồng Loan. Trước đây, tại một lần Má Tư livestream, bản tin online đã cố tình hỏi Má Tư rằng Má ơi, nghệ sĩ Lê Tính có quay xe không má? Khi ấy thì Má Tư vẫn chưa muốn nói ra sự thật. Vì có thể khi ấy Má Tư cảm thấy nghệ sĩ Lê Tính chỉ vô tình lạc lối vài nhịp do một vài quan điểm cá nhân. Nhưng đâu có ngờ, càng ngày càng lệch lạc và chính thức đã biến thành một toa xe lửa đi trật đường ray, tan nát danh dự và tương lai từ đây. Cách đây vài hôm, những thông tin như Lê Tính tuyên bố sẽ không bao giờ chửi hay công kích phía bộ ba Tam Sơn cũng như là vị luật sư ngủ quên. Lê Tính gọi Hồng Loan là võ thị con và gọi cố nghệ sĩ là võ văn cha. Lê Tính đồn đoán ca sĩ Nguyên Vũ quay xe với Hồng Loan để mà dẫn dắt dư luận và hàng loạt những màn ăn nói ngông cuồng khác đã được cộng đồng mạng chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng Lê Tính đã bị khai khẩu. Rồi mới đây, cái stay tết của Lê Tính đã nói rằng ủng hộ chứ không có bảo vệ Hồng Loan. Stay tết này đã chính thức gây nên làn sóng dư luận. Mã Thực Quốc Thanh đã lên tiếng về vấn đề này. Mã muốn nói cho Lê Tín hiểu rằng ủng hộ và bảo vệ là cùng trường ý nghĩa với nhau. Ủng hộ một người mà nói không bảo vệ người đó thì có vẻ hơi ngược ngạo và mâu thuẫn nội tâm rồi. Đối với bản tin online, nếu ủng hộ mà không bảo vệ thì đồng nghĩa với việc người đó là kẻ hai mặt, nói cho có chứ hỏng có thật lòng. Ví dụ như ở bản thân bản tin online, từ khi drama này nổ ra bản tin online đã tìm hiểu và sau khi tìm hiểu thì bản tin online quyết định chọn ủng hộ hồng loan vì những gì xảy ra với chị ấy là vô cùng đáng thương bản tin online tự nhận từng theo dõi và ủng hộ con ve vì khi chương trình sao nói ngôi năm ấy diễn ra bản tin online chỉ nghĩ đơn thuần nó là cháu của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh thì bản tin online ủng hộ mà thôi vả lại có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là thần tượng của cả nhà ngoại bản tin online. Và rồi sau hôm 20 tây tháng 5 năm 2023, rama đã chính thức nổ ra. Khi ấy cũng là lúc bản tin online vô cùng sốc về con người thật của Ve. Bản tin online càng tìm hiểu thì càng thấy có quá nhiều thứ cần phải lên án từ phía con Ve. Rồi từ đó, bản tin online dần cảm thông cho hoàn cảnh của chị Loan thế là bản tin online quyết định ủng hộ và bảo vệ vấn đề pháp lý cho hồng loan bằng khả năng ngôn từ của mình bản tin online không phủ nhận việc bản tin online làm youtube để kiếm tiền có tiền bản tin online mới duy trì được cuộc sống và dĩ nhiên bản tin online xem hồng loan là một ân nhân vì đã giúp bản tin online duy trì kênh cho đến tận bây giờ và cá nhân bọn tam sơn và cả vị nghệ sĩ hài lê tính cũng vậy đừng nói rằng làm youtube không kiếm tiền kiếm tiền nhờ vào drama của Hồng Loan, giờ quay qua cắn xé Hồng Loan và những người đang bên cạnh Hồng Loan, không bảo vệ Hồng Loan mà còn bịa chuyện dẫn dắt dư luận để hại Loan thì xin lỗi, bản tin online phải lên án. Và nực cười nhất đó là, câu trước thì lên án Hồng Loan, còn câu sau thì lại cảm ơn cô nghệ sĩ bảo vệ gia đình ruột thịt của cô nghệ sĩ. Nói thật, nếu yêu thương cô nghệ sĩ thì cũng phải yêu thương Hồng Loan bởi quá rõ ràng Hồng Loan là con gái ruột và là con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ rồi. Đừng có cái kiểu lúc vui thì Hồng Loan là con ruột là con hợp pháp của cố nghệ sĩ, còn lúc buồn á thì lại nói Hồng Loan là tu hú là người dân. Và bản tin online nghĩ rằng tiền chính là lý do duy nhất đã khiến Lê Tính ra nông nỗi như ngày hôm nay, sĩ diện cho lắm vào nhưng cuối cùng thì cũng muốn kiếm tiền qua YouTube muốn trở thành youtuber mà thôi chứ có gì hay ho hay cao cả gì đâu đến với loan cũng vì mưu cầu danh tiếng để từ đó lập được kênh youtube lợi dụng sự ủng hộ từ phía khán giả của hồng loan lê tính đã nhanh chóng sở hữu cho mình một kênh youtube và thành công bật kiếm tiền mãi một thời gian sau đó cụ thể là từ lúc vụ luật sư ngủ quên nổ ra thì bản tin online đã bắt đầu thấy có dấu hiệu báo động từ vị nam danh hài này lê tính miệng thì nói bảo về hồng loan nhưng lại đi binh vực cái người đang công kích hồng loan như vậy thì bảo vệ giữ chưa chẳng biết cái lũ tam sơn cho lê tính ăn cái quái gì mà ông ta lại chấp nhận tự bán mất danh dự của mình như thế nam danh hài đừng mở miệng ra nói là vì tôi lầm nên ngày xưa tôi mới ủng hộ hồng loan giờ tôi thấy được sự thật nên tôi mới quay xe xin lỗi nếu nói như vậy thì tự chứng tỏ bản thân của nam danh hài quá trẻ con so với cái độ tuổi thật của ông ta lúc còn bên vực hồng loan lên livestream để nói đạo lý lượt xem đổ về cho kênh youtube của lê tính khá nhiều tiền vào túi ông ta cũng rất nhiều sau lúc đấy ông không nói sau lúc đấy ông không cảm ơn hồng loan đi giờ thì khi ông quay xe khán giả đã nhận ra bộ mặt thật của ông người ta không theo dõi nữa không muốn xem những sự chia sẻ kệch cộm của ông nữa thì bắt đầu ông quay sang ông nặng nhẹ hồng loan đủ thứ Chắc Lê Tính nghĩ rằng Nhờ Lê Tính mà Hồng Loan mới có những ngày hôm nay. Xin lỗi, hãy nói ngược lại đi À. Nếu mà Lê Tính có suy nghĩ này, thì bản tin online xin nói lại rằng nhờ Hồng Loan mà Lê Tính mới có cuộc sống như ngày hôm nay, có kênh Youtube để có đồng ra, đồng vô. Chứ thật sự, kinh tế của Lê Tính ở bên Mỹ không hề ổn tí nào cả. Nhờ kênh Youtube mà Lê Tính có thể yên ổn ngồi livestream nói chuyện suốt ngày với khán giả chứ không thì phải chạy đôn chạy đáo đi chạy Uber. Và xin nhắc lại một lần nữa, nhờ trà trộn vào tim vì yêu thương mà đến nhờ Hồng Loan thì Lê Tính mới có như ngày hôm nay. Còn để bị tuột dốc không phanh như hiện tại thì cũng do Lê Tính đã mất đi sự khôn lanh của mình. Để nói về sự thành công của Hồng Loan như hiện tại, một phần nhiều là nhờ chị Ni. Kế tiếp, là nhờ hội vì yêu thương mà đến luôn bên cạnh hồng loan thứ ba là nhờ cộng đồng mạng luôn kịp thời bảo vệ hồng loan trước nanh vuốt của lũ kềnh kềnh và những đứa quay xe và một phần quan trọng hơn nữa đó chính là ở sự chịu thương chịu khó của bản thân hồng loan hồng loan luôn cố gắng rèn luyện biết chịu khó học tập thay đổi bản thân để nâng cấp chính mình học hỏi chị ni và các anh chị em khác trong cách làm ăn để có cơ ngơi như ngày hôm nay và nói đúng hơn là hồng loan đã tận dụng tốt cái cần câu cơm mà mọi người đã ban tặng hồng loan không hề ỷ lại ai cả hồng loan tự đứng lên bằng đôi chân của mình chứ còn những người chỉ chờ người khác cho cá để ăn thì trước sau gì cũng có cái kết cuộc thảm thương như lê tính chẳng hạn vốn dĩ kênh youtube là một cái cần câu cơm vô cùng tuyệt vời mà cộng đồng mạng đã tặng cho ông ta nhưng rồi chính ông ta lại tự bẻ gãy cái cần câu cơm của chính mình Thưa quý vị, nói về những lời nói khi xưa của Lê Tín dành cho Hồng Loan thì cá nhân bản tin online tin đó là sự thật. Nhưng sự thật ấy chỉ tồn tại khi được đánh đổi bằng tiền. Và hiện tại Lê Tín đã chuyển hướng tự hủy danh dự của mình. Nhiều lần Lê Tín nói sẽ rút khỏi drama này nhưng thực tế thì nói được mà đâu có làm được đâu. Bởi vì nếu rút khỏi drama này thì đâu còn cần tên nào nữa mà để làm Youtube. Làm gì làm, Lê Tính có thể khóa phở bò, khóa bình luận trên phở bò, nhưng kênh youtube thì không hề dám khóa. Tại vì khi khóa bình luận như vậy thì coi như là mất đề xuất, ảnh hưởng tới kênh, vân vân và vân vân. Mà kênh youtube bị ảnh hưởng thì ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền của Lê Tính. Và giờ, thật sự đã hết content rồi đó. Lê Tính đang chuyển sang chế độ nói nhảm, nói tốt cho Hồng Loan không được nữa thì bắt đầu quay sang nói xấu Loan. Khán giả của Loan sẽ tò mò rồi sẽ vào xem, xem nhiều dẫn đến phẫn nộ rồi từ sự phẫn nộ đó tiếp tục lên án Lê Tính. Mà Lê Tính bị lên án càng nhiều thì tai tiếng càng nhiều mà càng tai tiếng thì sẽ thu hút được nhiều sự chú ý. Cho nên, dù là tai tiếng, dù bị lên án, dù bị chửi rủa, miễn sao kênh youtube có người xem là được giống như cái cách mà cái lũ tam sơn nhất là cái thằng thám tử lùng đang áp dụng thời gian gần đây. Bất chấp đúng sai, phải trái, bất chấp là công kích pháp luật luôn, hắn ta liên tục môi móc những chuyện của Hồng Loan để mà có đề tài nói trên Youtube. Rồi cuối cùng, hậu quả nhận lãnh là gì? Là một lá đơn được gửi trực tiếp về quê nhà cho hắn ta. Và quay trở lại với trường hợp của Lê Tính. Cuộc sống đâu lường trước được điều gì? Lê Tính cũng đâu thể nào lường trước được sự tẩy chay vô cùng mạnh mẽ từ khán giả như vậy đúng không? Từ một kênh có quá nhiều người theo dõi, nhiều lượt xem, nay đã trở thành một kênh YouTube lác đác vài lượt xem. Đến mức chính Lê Tính phải thốt lên rằng tôi bị mất view, doanh thu cũng tuột. Yên tâm đi, còn tuột nhiều hơn thế nữa kìa. Kêu than giờ là còn quá sớm từng lên án con ve kịch liệt nhưng giờ nam danh hài đã trơ trẽn lương lẹo kịch cõm tráo trở không khác gì một con ve đúng là chuẩn một nam danh hài Thật sự là bó tay nếu bản thân là một quân tử thì thiết nghĩ một khi đã quay xe thì nên xóa luôn kênh youtube đi vì cơ bản kênh youtube này cũng nhờ khán giả của hồng loan tạo nên cho lê tính nếu đủ bản lĩnh thì khi đã quay xe rồi thì hãy tự tạo kênh mới. Mình đi lên bằng chính thực lực của mình. Đã dám quay xe thì phải có thực lực và đủ bản lĩnh làm lại từ đầu. Thì lời nói của mình nó mới có giá trị cho sau này. Chứ giờ nói có ai nghe nữa đâu. Ngày xưa, mâu thuẫn giữa Lê Tính, nghệ sĩ hài Lê Huỳnh và danh hài Kiều Anh. Khi được Lê Tính kể ra, khi ấy, có thể có khán giả đã mũi lòng thương xót cho Lê Tính, nhưng với những chuyện đang xảy ra như hiện tại, thì có nhiều khả năng những khán giả từng xót thương cho Lê Tính, họ cũng sẽ quay xe với Lê Tính. Bởi vì cái gì nó cũng có cái lý do của nó, không phải tự nhiên mà danh hài Kiều Quanh và nghệ sĩ hài Lê Huỳnh lại quay lưng với Lê Tính đâu. Tuy câu chuyện này không liên quan gì đến drama của Hồng Loan cả, nhưng vì sự cật cỡm, sự lương lẹo, sự tráo trở, sự quay xe lần này đã khiến cho câu chuyện này được đào lại một lần nữa. Để mọi người xem xét kỹ hơn lý do vì sao mà Lê Tính lại bị đồng nghiệp hất hủi. Bản tin online sẽ dừng ở đây và không muốn phân tích thêm nữa. Nhưng nếu như Lê Tính cứ tiếp tục làm những chuyện kệt cỡm công kích Hồng Loan, thì buộc lòng phía bản tin online cũng như các khán giả khác sẽ đào bới chuyện này lên để tìm cho ra ngọn ngành câu chuyện như thế nào, để biết được Lê Tín là một người như thế nào, lời nói của ông có đáng để nghe và tin tưởng nữa hay không. Thưa quý vị, bản tin này xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến cuối bản tin này. Bản tin online xin chào và hẹn gặp lại.